Hải Sơn xin kính chào tất cả quý vị đang xem kênh YouTube của Thiên Audio. Chuyên mục giới thiệu sản phẩm hôm nay, Thiên Audio đưa ra một bộ combo với một mức giá rất tốt, đó chính là sự kết hợp của một đôi loa đến từ Anh Quốc, sản xuất tại Anh. Đó là đôi loa Nes Momentum SX5i, hàng trưng bày tại cửa hàng, và một chiếc âm ly hàng mới, đó là âm ly Prima Luna Evo 300. Giá của hai món này có mức giá tham khảo, giá gốc là khoảng 240 triệu, và nay mức giá đến tay người tiêu dùng chỉ còn là 140 triệu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đôi loa. Chuyển đến với đôi loa của chúng ta, Nes Momentum SX5i là một đôi loa cột đứng sàn, và nó có một cái thiết kế rất là hay. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy mặt trước là có hai bộ củ loa thôi, gồm có một cái loa tweeter được làm dạng là lõm ngược vào phía trong để làm cho âm thanh được tán xạ ra phía bên ngoài. Và ở dưới là một cái bộ củ loa, đây là củ loa mix bass, tức là nó cho ra cả cái tiếng hát và cho ra cả tiếng trầm. Nhưng mà loa này lại là loa 2,5 đường tiếng, tức là nó còn ẩn giấu ở bên trong thùng loa thêm hai cái loa woofer hướng sàn. Cái thiết kế này họ gọi là isobaric, tức là cái thiết kế này nhá, nó sẽ có hai cái loa woofer cùng đánh xuống phía dưới đất, một cái loa thì đánh ở vị trí này, đánh úp xuống, và một cái loa ở vị trí này đánh úp xuống. Cho nên cái thiết kế này theo như hãng nói là nó sẽ tối ưu được cái tiếng trầm trong một cái thể tích nhỏ. Nhờ vậy mà chúng ta sẽ có được cái tiếng trầm sâu hơn và nhiều hơn, mặc dù cái loa này không phải là một cái loa cột lớn. Và cái thiết kế này trông nó khiến cho chúng ta mới nhìn thì nghĩ rằng nó không lợi hại, nhưng thực ra cái loa này nó khả năng thể hiện được hơn những gì mà chúng ta nhìn cảm quan qua bên ngoài. Rồi, và những cái loa woofer này thì có đường kính là 16,5 cm. Cái loa này thì nó có hai lỗ thông hơi, một lỗ thông hơi sẽ đặt ở phía trên, trên cao, nó sử dụng để thông hơi cho cái bộ hai cái củ loa ở phía trên. Và một lỗ thông hơi nó lớn hơn, nó đặt ở phía giữa giữa của loa, nó dùng để thông hơi cho cái khoang mà chứa hai cái woofer trầm. Cái thiết kế này nó rất là độc đáo, và thiết kế này thì Hải Sơn chưa bắt gặp ở hãng nào khác, mà chỉ thấy bắt gặp ở hãng Nes của Anh Quốc. Đôi loa này thì được sản xuất tại Anh, tất cả những thành phần như là củ loa này, bộ phân tần, thùng loa thì đều được hãng là tự nghiên cứu và phát triển, cho nên nó có một cái thứ âm thanh riêng của Nes. Và đây là một đôi loa có thông số như sau, độ nhạy là khoảng 88 dB, trở kháng 8 ohm, và cái trở kháng tối thiểu nó xuống là 5 ohm, cho nên đôi loa này không phải là một đôi loa mà nó quá kén chọn âm ly hay là nó đòi hỏi công suất âm ly phải lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những âm ly có mức công suất vừa phải hay là nhỏ, nhưng mà chất tiếng hay để khai thác ra được chất âm của đôi loa này. Và vì thế mà hôm nay Thiên Audio chọn lựa dùng một sản phẩm âm ly bóng đèn chất lượng rất là hay đến từ Prima Luna, đó chính là Prima Luna Evo 300. Prima Luna là một thương hiệu chuyên về âm ly đèn, và sản phẩm Evo 300 là cái sản phẩm âm ly tích hợp đứng thứ nhì bảng của hãng. Nó ngay dưới đàn anh là Evo 400. Và so với Evo 400 thì chất lượng âm thanh của Evo 300 là không hề thua kém, vì chất lượng của các linh kiện này, biến áp xuất âm và chất lượng của bóng đèn thì là tương đương nhau. Chỉ có khác biệt là Evo 300 sẽ bớt đi một hàng bóng công suất, qua đó thì mức công suất thì sẽ thấp hơn. Chúng ta sẽ căn cứ vào mức công suất mà loa yêu cầu, cũng như công suất mà chúng ta muốn sử dụng ở trong gian phòng mà lựa chọn Evo 300 hoặc Evo 400. Chất lượng âm thanh thì cả hai sản phẩm này đều rất là hay rồi. Và Evo 300 chúng ta cũng có thể linh hoạt thay thế các loại bóng khác nhau. Ví dụ như chúng ta muốn nâng công suất lên gấp đôi thì chúng ta hãy thay thế cái dàn bóng 4 bóng L34 này bằng những cái bóng như là KT120 hay là KT150, thì lúc này công suất nó sẽ tăng lên tới gần gấp đôi. Rất là linh hoạt và chất âm cũng thay đổi. Cái âm ly này có thể sử dụng được tổng cộng khoảng 12 loại bóng đèn khác nhau. Như vậy mà chúng ta khi sử dụng âm ly đèn luôn có những cái biến hóa nhờ vào việc thay thế những cái loại bóng đến từ các hãng khác nhau. Ở đây phần bóng dàn bóng đầu vào thì họ sử dụng là bóng 12 AU7 và tổng cộng là có 6 bóng. Chiếc âm ly đèn này có một cái hay là nó sử dụng công nghệ là adapt, tức là adaptive auto bias, tức là nó hoàn toàn là tự chỉnh bias của cái dàn bóng đèn này một cách rất là tự động, chứ chúng ta không phải dùng cái tuôn vít để chỉnh tay. Nhờ vậy mà bóng đèn luôn được tối ưu hóa về cái tuổi thọ cũng như về cái chất lượng âm thanh của bóng đèn. Những cái phần biến áp xuất âm và biến thế nguồn thì được đặt ở phía đằng sau, thì đây đều là những cái linh kiện có chất lượng rất là tốt. Ở bên trong thì họ không sử dụng cái bảng mạch PCB giống nhiều âm ly đèn khác, họ sử dụng là hệ thống dây point to point, cho nên là chất lượng âm thanh thì rất là cao. Nói chung là hãng này thì đem tới những cái sản phẩm có hiệu năng trên giá thành rất là tốt, và cái khả năng đánh loa của những cái thương hiệu như Prima Luna cũng rất là ấn tượng. Với cả thêm một cái hay nữa là họ có hai chế độ hoạt động để cho chúng ta lại thêm cái cảm nhận về âm thanh. Đó là một chế độ
là Ultralinear, thì lúc này thì chiếc âm ly đề này sẽ có mức công suất là 42W x 2 ở trở kháng 8 ohm và một chế độ là Triode, thì lúc này công suất nó sẽ giảm xuống còn là 24W x 2 ở cái trở kháng 8 ohm. Thì mức công suất nhỏ hơn nhưng mà âm thanh thì lại là đậm đà, ấm áp và chậm rãi chi tiết hơn. Còn nếu mà chúng ta muốn chơi những cái nhạc mà tiết tấu nhanh hơn, độ hoành tráng cao, bóc tách cao thì chúng ta lại chuyển sang chế độ Ultralinear, thì việc này được thực hiện rất dễ dàng ở trên điều khiển của cái thiết bị này nhờ vào một nút bấm. Còn bây giờ xin mời quý vị lắng nghe âm thanh từ bộ dàn này. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cần nhà em đơn, bầy em chưa lớn chịu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương sẽ duyên lòng cô mong em đâu bên cho yên một bóng thuyền lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến sợ người ta đến em khóc sau bao lời bao nào đó được đâu lòng người ta ai biết có sao qua bao thời gian sống trong bình an lỡ người ta xeo trái ngang nồng sâu thì sâu làm sao mà trong chưa đổ bên biết nơi nào đủ. Bộ dàn này đem cho chúng ta một cái thứ âm thanh đậm chất bóng đèn, tức là một cái thứ âm thanh nó theo kiểu là tinh tế, mềm mại và rất là hấp dẫn. Nói chung nghe rất là thư giãn và có độ chi tiết cũng cao, nhưng mà nó không tạo cho chúng ta một cái cảm giác là bị mệt, bị tấn công bởi một cái cường độ âm thanh lớn. Đó là những gì mà bộ dàn này thể hiện và Hải Sơn cảm nhận một cách rất là nhanh chóng. Và đây cũng là một bộ dàn có mức giảm giá rất là tốt. Và giá hiện nay chỉ còn là 140 triệu tại Thiên Hà Audio, số 5 ngõ 198, phố Thái Hà. Xin chào, cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại.